Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn lời thương bên gia đình và hạnh phúc nha. Đến với kênh Phan Thiết Ẩm Thực Vlog và hôm nay Tuấn quay và review cho mọi người xem những món ăn vỉa hè thích của mình mà. Đây mùa hè nóng nực thì hôm nay Tuấn đây đang ở tại quán của chè của chị ấy là chè Tư Quý, 141 đường Lê Quý Đôn. Ôi, nóng được mà ăn ngồi món này thì mọi người thấy quá tuyệt vời chứ. Ở đây chỉ có ăn trà sữa nữa, ăn bật các bạn. Thì lời nói đầu tiên này Tuấn xin cảm ơn mọi người qua xem video. Nhớ chỉ là chia sẻ với mọi người ủng hộ cho quán trẻ nha. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới, nhiều món ăn vỉa hè quán thiết với mình cho mọi người xem nè. Không gian quán trẻ các bạn. Rồi vô đây có trà tắc rồi. Tắc rồi đá bạn. Rồi nhìn thấy tắc trái đá không? Oh, tuyệt vời mọi người. Chẳng có dịp có coi như là hồ non bộ rồi, ao cá rồi ha, rồi quá đẹp mọi người. Rồi không gian quán mà mình thấy cá đây không? Rồi cá nước trong mà bóng mát luôn mọi người. Thấy chưa? Đây là một cái phong cảnh quán của chị ấy bạn. Thì lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn rất là chân thành và cảm ơn mọi người qua xem nắng thì nó thoáng mát rồi nhìn mà. Trời đó, mọi người thấy không gian mình quay sơ cho mọi người xem một không gian này. Đúng không? Thì đến không gian quán là bạn thoáng tuyệt vời luôn mọi người. Đã chưa? Nhiều cái hình ảnh và tranh rồi đây mọi người thấy là quá tuyệt vời nè. Đây mọi người thấy không? Không gian quán thì vào quán đây mà nhiều cái tranh ảnh nó rất đẹp. Tuyệt vời, mình sẽ quay và giới thiệu một xem rồi. Ngồi đây thoáng mát là nhìn ngó ra ngoài đường Lê Quý Đôn đây bạn. Trên này thì có những dàn nho, nho và phong cảnh rất là hữu tình. Ơi, quá đã chứ mùi. Nho phong cảnh hữu tình. Những cái bàn ghế đây là nhỏ nhỏ để mình ngồi bạn. Hai bên thì mọi người thấy có những cây tắc đồ trái rồi. Tuyệt vời chưa? Chiếu nhớ chỉ là chia sẻ cho mọi người nha. Đây, chè Tứ Quý rồi. Quán mình bán được bao lâu em? Em bán được hơn 1 tháng rồi ạ. Hơn 8 rồi đúng không? Cũng mới ha. Mình bán đây được mấy món chè? Hơn 20 món ạ. Dạ hả? Cẩm này, chè bưởi này, chè Tứ Quý này, chè Khúc Bạch này. Bánh lăng này, da ua em cũng tự làm đấy. Da ua rồi, bánh lăng nữa hả? Vâng, bánh lăng tự làm luôn nên mình làm. Trời nóng lực này thôi nha, ăn mấy món ngon ở đây mình gọi là món chè là chè gì? Đây là chè Tứ Quý đấy ạ. Chè Tứ Quý hả? Dạ. Đấy. Ngon chưa mọi người? Thạch này, khúc bạch này. Đây chè Tứ Quý nè mọi người. Bút đinh này, trái cây cũng có mít, nhãn, hạt đác, chân trâu nữa. Tứ Quý là bốn loại thảo mộc à, hay là sao? Chứ đấy là cái thương hiệu riêng à, thương hiệu đấy, riêng mà trong này là bao nhiêu nhiều vị lắm ạ, nhiều vị lắm hả? Thạch này, thạch thì có vị matcha này, vị đắng nếp này, vị dâu này, trời ngon này. Ngon chưa mọi người? Mình ăn đây kèm là có đá luôn hả hay là có đá luôn vậy hả? Rồi mát luôn mọi người. Cái thương hiệu của chị ấy là Tứ Quý nhưng mà mọi người, nhưng mà mình ăn món đặc biệt đây là Tứ Quý nè. Mà trong này không phải là có bốn món nha mọi người, rất là nhiều nha. Sáng là mình bán thường mấy giờ đến mấy giờ? Dạ em bán từ 10 giờ đến 10 giờ tối ạ. 10 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Đó, thì mọi người biết là một tháng bao ngày chị mình có bán không? Có nghỉ ngày nào không? Bán hết luôn hả? Bán hết luôn ạ. Còn quên Hà Thạnh Nhân nữa này. Mọi người thấy ngon không? Trời ngon. Thì một tháng bao ngày chị ấy bán là không có nghỉ ngày nào mọi người. Thì lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn rất là cảm ơn mọi người xem video, mong mọi người ủng hộ cho quán chị ấy nha. 140 mấy hả? 141 Lê Quý Đôn ạ. 141 Lê Quý Đôn mọi người. Thì sát chết với cái dòng thành trường Phan Thu Trinh nè mọi người. Đó, thấy chưa? Thì bên kia thì có cái tháp á, mọi người thấy đó là tháp chùa Lạc Ma mà. Thì mọi người tới 141 đường Lê Quý Đôn, tới đây ủng hộ cho chị ấy nóng lực thì mình ăn chè. Các loại chè thì đây chị ấy bán rất là ngon luôn. Trời chưa nói mà. Không có ngọt. Mọi người thấy mình chưa ăn mà nói cái miệng chảy nước miếng luôn mọi người. Rồi, thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Bây giờ mình sẽ ra đây mình ăn review một xem. Rồi, anh đem lên cho. Đó.
Ồ, đây cho mát mát nè, đây, thấy chưa? Ơi, quá đã cho mọi người. Không gian quán thì mọi người thấy vô rất là thoáng mát và tiện lợi, đi thì gần đường nữa bạn. Thì hôm nay Tuấn quay và review cho mọi người xem món chè Tứ Quý. Là món này chị ấy nói là chè đặc biệt trong quán mà. Cho nên hôm nay Tuấn giới thiệu và review cho mọi người xem món ăn chè Tứ Quý mùa hè nóng lực tại Phan Thiết quê mình. Ngon chưa? Đây, nói chung là trong này thì mình chưa có rành những các món trong này bạn. Cho nên nhờ chị tư vấn mà hỏi thế, cái đây cái đó gọi là gì em? Đây là cái bánh cúc tinh dâu ạ. À, dạ hả? Dạ. Còn đây là kim đây lăng á, kim lăng dạ. Là biết nè. Cho nhãn nữa. Dạ. Còn đây là mít dạ, hả? Mít, dạ. Còn đây là chân châu nhân dừa. À, chân châu nhân dừa. À, đây là hạt đác. Hạt đác. Quá nhiều không? Dạ. Rồi, quá trời luôn ơi. Đó, ở dưới đây nữa nè. Mười mấy món luôn hả? Cô còn cái đây, cái này bánh bánh gì đây? Khúc bạch vị vải ạ. À, khúc bạch vị vải. Dạ. Đó, xanh xanh này là thạch mắt cha. À, thạch mắt cha. Đó, xanh đậm là thạch lá lép. Xanh đậm là thạch lá gì? Lá lép với anh. À, lá lép hả? Trong này gọi là lá thơm nhé. À, lá thơm ha. Còn đặc biệt là đây là cái thạch lá của một loại thạch đặc biệt ở Lạng Sơn ạ. À, cái này là thật à? À, thạch quê hương em. Lạng Sơn, em mới là dạ. Lạng Sơn hả? Vâng ạ. À. Lúc này em ở Tràng Định, Lạng Sơn. À, vậy dạ. Dạ. Rồi, ngon không? Rồi, đã chứ vui. Có cái thạch này là rất là mát đấy anh ạ. Đấy hả? Còn là dùng để chữa bệnh mà người mà bị nóng ấy ạ. Tính ở trong tô này là bao nhiêu loại trong này, thảo mộc trong này. Quá trời luôn mọi người. Rồi, mình nhìn mình vớt lại mình thấy quá trời lộ luôn rồi. Thấy không? Ngon không? Thường mình bán tô này là bao nhiêu tô em? Thường thì em bán là cái tô cho nên là có 30 ngàn ạ. Dạ. Tô này là tô quá đặc biệt luôn không? Đó mọi người nè. Ai muốn ăn đá thì mọi người thấy có đá đây bạn. À, có đá này ngon không? Đá thì chưa, nói chung là ăn chè phải có đá thì nó mới bát được. Đó bây giờ mình bỏ đá ở đây bạn. Cục đá bỏ vào nè. Mọi người biết quê của em ấy là Lạng Sơn mọi người. Mình nói Lạng Sơn là ở thành phố luôn em. À, quê nhà ông bà nội em thì ở Tràng Định Lạng Sơn. À, Tràng Định là nơi có thạch cả. Tràng Định Lạng Sơn hả? Dạ. Còn ba mẹ em thì chưa là sống ở trên thành phố Lạng Sơn. À. À, bây giờ lên thành phố rồi. Dạ. Phố Lạng Sơn lâu rồi chứ. À. Rồi dần bỏ vô đây bạn biết mình dạ, bỏ cho nó mát bạn. Bỏ đá vô ăn cho nó mát. Đá là đá bào rồi. Đây là nhà của mình luôn hả? Dạ, dạ. À, nhà mình luôn. Mà sao không bán lâu bây giờ mới bán được à? Review cho em cái món này. Hả? Cái món gì đây? Đây là món bánh quê ạ. À, dạ hả? Đó, các bạn thì mình sẽ review cho em ấy một cái món đặc biệt các bạn. Là quán này mấy ra bán luôn mọi người. Đang chuẩn bị đêm giờ nào đó mình ở đây mình lấy. Mình sẽ review cho. Trời ơi, cái món chè này mọi người thấy không? Chưa ăn mà cảm giác nó chảy nước miếng quá. Đó, mình bỏ đá vô ăn mát quá. Nói chung là mùa hè nóng được thì mọi người thấy những món ăn vỉa hè Phan Thiết quê mình là rất là đa dạng nha mọi người. Hôm nay Tuấn qua 141 đường Lê Quý Đôn. Đó, review cho mọi người một tô chè Tứ Quý. Trong này Tứ Quý không phải gọi là Tứ Quý là có 4 món đâu mọi người. Mà trong này là mười mấy món trong này đó. Đó, ngon rất là ngon luôn mọi người. Trước khi... là ăn bốn mùa luôn ha, Tứ Quý là ăn bốn mùa luôn ha. Cũng lẽ là thu hạ xuân đông rồi, nói chung là đại hết luôn ha, là ăn được hết luôn. Ồ không, mọi người thấy không, mình bỏ đá vô quậy vô ăn cho nó lạnh mà. Ồ, đã quá. Ngon quá không mọi người. Thì bỏ đá vào thì mọi người nó lạnh tê tái luôn. Húp. Đó, cảm nhận mà chưa ăn mà mọi người biết nói nãy giờ nó cái ruột cái cồn cào chảy nước miếng luôn mùi. Giới thiệu cho mùi xem tô chè Tứ Quý. Cái tiếng Tứ Quý là chị ấy nói là ăn bốn mùa hả bạn, nên gọi là Tứ Quý nha. Chứ trong này là nó rất là nhiều món trong này bạn, mười mấy món luôn mùi. Thì nãy mình bỏ đá vô cho nó lạnh bạn, giờ mình quậy lên nè. Rồi giờ mình mời cả nhà nha, mình húp nước nè. À, có ai mà thích ăn ngọt thì em có nước đường đó. Nước này vừa ăn nè, không ngọt dạ.
Thì bây giờ em thấy là cũng nhiều người không có thích mà. Mọi người thấy cái chè là em ấy làm không ngọt lắm mà ăn vừa ngon, cũng hương vị rất là tuyệt vời bạn, thơm mùi sữa. Có nghe mùi thơm mùi mít mít nữa bạn. Dạ. Mùi mít là cái miếng này nó ra cái mùi mít cho mọi người đó. Mùi thay vì mình ăn cái cây mít rồi giống nhau mà. Chè đây là, gọi là tứ quý ha, cái tên chè đây là đặc biệt luôn em. Dạ. Có nhãn nè mọi người thấy không, có nhãn nữa nè. Chè tứ quý rồi mọi người nè. Đó, nó ngon không? Quá xá chưa? Thì là nói đầu tiên hôm nay Túng chân thành và cảm ơn mọi người qua xem video rồi. Mong mọi người ủng hộ cho quán của em ấy nha. 141 đường Lê Quý Đôn, đối diện dưới trường Phan Chu Trinh nha mọi người. Ở đây em ấy bán là từ 10 giờ sáng bán tới 10 giờ đêm mọi người. Chè là ở đây mấy loại chè em? Ở trong này mình bán rất là nhiều loại chè luôn ha. Ở đây rất là nhiều loại chè mọi người. Tại mùa hè mà nóng đực này mọi người biết ăn chè. Đó, mọi người thấy không? Có chè này, chè Việt Nam, chè Việt Bắc. Đây mọi người thấy không? Đủ rồi mọi người. Đó thấy chưa? Quá đủ rồi, chè luôn bạn. Đó rồi. Chè bưởi đồ nữa. Đó thấy chưa? Cho nên mọi người biết khi nóng đực mà ở Quảng Thiết bên mình mùa hè nóng đực đã đến rồi bạn. Thì lời nói đầu tiên hôm nay Túng xin chân thành và cảm ơn mọi người trên video nha. Giờ mình ăn ly chè này chứ nãy giờ mình bỏ nước vô bên bỏ đá vô vậy nó ra nước mọi người. À cái trái này cái gì vậy ta? Nãy quên quên. Hạt đác anh ạ. Hạt đác hả? Em tự mua về riêng mấy này trên dây đi ạ. À dạ. Hạt đác hay là cái gì? Hạt đác. Hạt đác hả? Dạ. Là cái này là thuộc về xứ nào? Thấy là lạ ta. Hạt đác ở mấy tỉnh lợi mình cũng có nhiều này anh nhỉ. À vậy hả? Dạ. À cái này tự mình riêng luôn hả? Vâng. Em mua về xong em riêng mấy dây lắm. Chứ còn khi mình mua thì nó là cái hạt trắng ấy anh. Màu trắng không? Dạ. À vậy hả? Nó thơm ngon không? Đúng rồi, cái món này chè đúng là tuyệt vời lắm. Trời ơi, đã mọi người nè. Cảm nhận nè. Không bỏ một miếng nào luôn mọi người. Thứ một. Nãy giờ mình quậy nó ra nước nhiều bạn. Bây giờ bắt đầu mình ăn thôi chứ. Xin phép mọi người nha, mình ăn nha. Em quay sửa lỡ nha. Trời ơi, đã quá. Mọi người biết đó, cái son đó là son chè bưởi á mọi người. Đó, son chè bưởi. Thì mọi người biết cái món chè bưởi này là đặc sản là ở đâu ta? Miền Tây hả? Thường thường cái món này là đặc sản ở đâu em? An Giang đi em. À, An Giang ha. Trời ơi, món chè bưởi bắt mùi nó thơm mọi người. Em ấy mới nấu xong mọi người ạ. Thì hôm nay mọi người biết là chè bưởi là như thế nào. Mình chưa ăn lần nào hết bạn. Hôm nay mình ăn món chè này, chè đá rồi, chè tứ quý. Chè bưởi đó mình cũng ăn đá luôn hả? Chắc loại này bằng mùi loại đó chứ là kỳ câu lắm nha. À là mình lấy này, đậm xanh đó. Mình lấy cái gì mình nấu rồi gọi là chè bưởi. Mùi bưởi ấy anh. Mùi của trái bưởi ấy. À. Dạ. Mùi của trái bưởi. Là mình ăn cái chào nó sực sực hả? Dạ đúng rồi ạ, giòn giòn sực sực. Nó có nghe mùi bưởi luôn hả? Và có hương mùi bưởi luôn. Mùi bưởi luôn. Ngon quá mọi người ơi. Cái chè tứ quý này đúng là ăn quá đã luôn. Cái này ai bày cho em bán hay là mình tự nghiên cứu và ra làm? Em cũng có cô biết làm ấy anh, biết nghề rồi ấy. Đó. Nói chung biết làm là mình tự sáng sáng kiến ra món mình bỏ vô hả? À. Cái chè tứ quý này là do mẹ của em. À. Em nghĩ ra cái tên này rồi. Để nghĩ. Mình muốn làm nó đặc biệt cho tất cả các cái hương vị trong quán có cái gì trong tô chè này sẽ không thử. Ngon quá.
cái nước đó, mọi người biết là nước sữa này, một tôm sữa. À. Ăn chè, anh có công ăn miếng ăn phở có ngon hay không là ở cái nước gì? Đúng rồi, và cái nước lèo bạn, cái nước lèo nữa. Lèo ngon à. Không có ngọt lắm nha mùi. Nếu mình ngọt đó là mình mơ hơn việc ngấy ngấy, nhưng mà đây cái không ngọt rồi. Ăn cái tô chè này mọi người biết là phải no mấy ngày luôn rồi. Rồi lâu đổi món, mùa hè nóng được ở Quan Thiết mình đang nóng được quá rồi. Anh đổi món thay vì mình đi ăn phở, ăn cơm mà nhiều quá mùi không? Ở đây mình đổi món mình ăn chè, ăn rau củ quả rồi nhiều vô cho nó mát bạn. À. Nên mọi người xem video thông cảm cho mình nha. Chứ không phải kêu là ông mẹ không có tiền đi ăn chè chứ. Mà thật sự chứ cái tô chè giống cái tô phở mọi người cũng bằng giá tiền nhau chứ không phải giỡn mà bạn. Ở trong này gọi là thảo mộc và mười mấy lồ thảo mộc mùi. Đặc biệt nhất là cái món này mùi nè. Đó, cái thạch này là mát nhất các bạn, là cái món này là tại Lạng Sơn luôn bạn. Dạ. Gốc Lạng Sơn luôn. Cái lá cây mình là tự mình xay ra mình làm ra hả? Xay ra người ta làm thành bột vậy anh ạ. À, bột xong bắt đầu cái mình lọc ra chứ hả? À, lọc ra rồi. Là ở ngoài đó nó bán cái lá cây luôn hay là mình tự đem về mình làm? Em mua nhà xưởng của nhà cháu của bố chồng em. Và người ta có xưởng nhà cả công ty lớn mà họ làm. Như ngày xưa dân gian các cụ không có máy móc không có làm thì người ta bò bằng tay anh ạ. À. Bò thủ công bằng tay thôi. Công. Nên là chỉ được ít để ăn à. Còn bây giờ nó hiện đại thì người ta làm số nhiều người ta bán hả? Dạ. Trời ơi, ngon quá mọi người. Nói chung mọi người biết cái thị trường ở Phan Thiết của mình mọi người. Chè mùa hè nóng nực này nhiều chỗ bán mọi người ạ. Không phải riêng gì ai hết nha, nhưng mà thật sự ra mỗi chỗ có mỗi cách nấu bạn. À, cái hương vị nấu nữa. Đó, chứ không phải là giống ai giống ai bạn. Có người nấu chè đậu xanh, đậu đen, đậu phộng rồi. Chè còn đây em ấy nấu là chè bây giờ gọi là mình gọi là chè thảo mộc đó mọi người. Đó, chứ không phải là không phải nói là mình nói xạo nha, chè thảo mộc của mọi người. Những lá cây bổ dùng như lá thạch nè là tại là gốc Lạng Sơn nè mọi người nè. Còn đây là mọi người thấy là đặc biệt nhất là món Hải Phòng. Các bạn thấy là bánh mì que Hải Phòng là ba tê đây mà ba tê không thôi chứ không có gì nữa hả? Dạ vâng. Đó mọi người thấy là ở là quán em bán luôn hả? Vâng ạ, em bán cái món này chạy lắm. À là khi vô đây ăn là lạng tại chỗ luôn. Dạ. Thường bán cái này bao nhiêu cái đây? 6.000 ạ. 6.000 cái này. Ở ngoài anh thấy bán 12.000, 3.000 cái hơi bự mà dài hơn tí thôi. Dài hơn. Còn đây vô đây là gọi là ăn chơi vui. À, mình ăn chấm này chấm ở đây hả? Anh đẻ tôi là đi ăn đi ông bay anh cho. Chấm này chấm thường ớt hả? Dạ và đây là cái nước sốt ạ. À. À nước sốt đây. Dạ. Đây cả nhà. Thì lời nói đầu tiên hôm nay Túng qua quán 141 Đường Lê Quý Đôn thì hôm nay mình sẽ ăn tô chè Tứ Quý. Và chị chủ chị thấy chị kêu chỉ có cái món bánh mì ở Hải Phòng rồi em. Món này là ở ngoài Hải Phòng hả? Dạ, có đề đó. Bánh mì que Hải Phòng mọi người, gốc Hải Phòng luôn. Dạ, nổi tiếng. Thì các bạn biết là bánh mì que mà ở Hải Phòng là chị nói chị ấy nói là rất là nổi tiếng mọi người. Thì khi đến Phan Thiết mình thì mọi người thấy cái đúng là bánh mì que thì nó nhỏ mà ngắn thôi. Còn bánh mì que mà Phan Thiết mình là mọi người thấy nó dài rồi nè. Dài gấp gấp đôi với mà bự nữa bạn. Đây đây chút xíu bạn. Tính ra tầm cỡ 15 phân vậy thôi. Thì trong này có nhân thì mọi người thấy nè. Đó. Đây bạn là em ấy bỏ trong này là gọi là ba tê ha. Ba tê của bèn ha. Bên đây mình sẽ sẵn dịp đây mình ăn review thử cảm giác ngon thế nào nha. Thì mời cả nhà nha cả nhà. Giòn toang quá. Ngon.
Cái nước sốt này là mình làm đúng không em? Dạ vâng ạ. Chua chua, ngọt ngọt mà bạn. Mà mình ăn những cái này rất là thơm mà. Tại vì mình ăn cảm giác mà mình có cái này mình nhớ nhớ cho cái gì ta. Giòn mà mình biết nó nghe cái mùi pate. Rồi giờ sẵn cái sốt này nè. Chấm thơm, mình nhớ mình ăn cái gì rồi. Đúng ra rất ngon mà mọi người. Rất thơm ngon luôn. Còn đã quá. Uống tuyệt vời. Nếu mà một người mà vô đi ăn chè chẳng dịp đây mình ăn bánh mì pate ra bạn ăn giặt rất là ngon mọi người. Thì 6.000 một cái nữa thôi. Nhưng mà đúng là quá đỉnh luôn. Ăn quá tuyệt vời luôn rồi. Ngon quá. Tuột đang đói mà ăn món này mọi người biết tiêu nổi mà. Ngon. Y bài. Cái món pate này là em làm luôn hả? Đây là bánh mì đây là em nhập chính thức từ Hải Phòng làm đấy. Cái bánh mì là mình nhập từ ngoài Hải Phòng luôn. Dạ. Là bắt đầu vô đây là mình chỉ có pha chế pate rồi mình làm pate dạ, dạ. Mình bỏ vô thôi. Dạ vâng. Vì là tìm ở trong này nó cái vị của bánh mì nó không có được như thế này ạ. À? Đúng rồi, nướng nó không giòn không? Dạ, ăn rồi. Nó chỉ mềm mềm mà đây là ăn giòn. Không được. Dạ. Đúng rồi, ăn nó rất là giòn luôn mọi người. Bánh mì mình thấy không? Mọi người thấy không? Đó. Thì nhỏ nhỏ mà không có bỏ mà ạ. À, quá tuyệt vời mọi người. Bây giờ mình để đây mình xin phép nha mọi người là mình như đó đặc biệt thấy chưa mọi người? Đó, thấy chưa mọi người thấy không? Vô quán mình ăn ly chè rồi mình ăn cái bánh này mình thưởng thức cảm nhận rồi như thế nào. Hương vị thảo mộc rồi những mùa hè xanh rồi mùa hè nóng lực tại Phan Thiết như thế nào mọi người. Ăn đây thì mọi người thấy nhìn ra này bạn. Ở gió biển bì bu rồi không gian quán rồi. Rất tuyệt vời mọi người. Mọi người muốn tới đây tự muốn quay phim chụp hình rồi thoải mái lắm bạn. Nhiều phong cảnh rất đẹp. Cho nên nhiều lúc mình mong mọi người xem video và nhớ chia like chia sẻ cho mọi người rồi ủng hộ cho quán chị ấy nha. 141 đường Lê Quý Đôn. Thì các bạn biết chè Tứ Quý là cái tên của chị ấy. Nhưng mà mình vô đây không phải gọi là chè Tứ Quý mà là có 4 món này mọi người. Nó rất là nhiều món mà. Tô chè này mà 10 mấy món rồi mọi người. Đó, tô chè đây mười mấy món thảo mộc trong này chứ không phải là Tứ Quý đâu. Tứ Quý là lấy cái tên Tứ Quý là bán quanh năm suốt tháng đó. Đó gọi là Tứ Quý bạn. À, thu hạ gì mà mùa hạ, mùa đông, mùa lạnh, mùa gì cũng bán được hết bạn. Đó là cái tên quán chị ấy. Cái con chè là mọi người biết vô đây là nó thảo mộc là bà biết không? Mười mấy món luôn. Trong tô chè này mà mình ăn y như là mình nhớ gì trà Đức Tơ Thanh mà thảo mộc mùi. Mười mấy món vô đó. Hương vị rồi mọi người thấy không? Tuyệt vời. Ăn tô chè mà mọi người biết nó phải nói xạo chứ ăn no mấy ngày luôn rồi. Cái nước chè chị ấy bạn biết nấu rất là dịu dịu, không có ngọt lắm nha mọi người, ăn béo béo mà nó thơm, thơm mùi chua, thấy không? Quá đã rồi mọi người ơi. Ở đây có hương vị mít nha bạn. Đây là mít này là mít truyền thống của người Việt Nam mình. Mọi người biết là hương vị mít này là không phải riêng biệt một cái tỉnh thành nào bạn. Ở đây là cả nước Việt Nam đều có hương vị mít này. Ngon. Chủ quán của em ấy mọi người biết đó. Cái tô chè là bằng một cái tô trắng trắng nhỏ nhỏ này bạn ạ. Bữa nay mình chơi đặc biệt luôn là mình chơi tô bự ha mọi người. Đó, tình thấy nóng đực quá mà cái tô vô ăn tô cho nó đã nha. Lâu 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 ăn tô đã nên nhiều lúc mọi người chơi bị dấu. Thấy cái ông này em cầm cái tô cũng ăn luôn chè cũng ăn tô bự chứ trời. Thì mọi người thông cảm nha mọi người. Thật sự ra không phải mình ham ăn đâu mọi người à. Mà mình thấy trời nóng được quá kêu thôi ăn bữa cũng đã mình nhịn đói mấy ngày rồi bây giờ ăn lại bữa cũng đã sao đâu. Ăn đi mọi người thông cảm nha. Quá ngon luôn mọi người.
cái hương vị chè đúng là tuyệt vời. Mọi người biết ăn cái tô chè này mình nhớ như mà hồi cách đây cũng đã lâu lâu mà ăn trái cây mọi người. Đó, cái hương vị á, ăn rất là ngon. Đó, đau quá. Mọi người thấy không? Một tô bự luôn. Ăn gần hết rồi. Đúng có nhiều lúc mọi người thấy cái tô này lần đầu mình tưởng nhỏ nhưng mà thật sự ra ở dưới này nó sâu bạn. Rất là sâu. Một tô này là bằng 4 tô kia chứ đừng nói là 2 tô bạn người. Rồi nó sâu biết không? À, quá đã. Nên lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn rất là chân thành là mọi người qua xem video của mình. Mong người xem video nhớ ủng hộ cho chị ấy nha. Quán của chị ấy là 141 đường Lê Quý Đôn, đối diện với trường Phan Chu Trinh nha mọi người. Thì sáng chị ấy là 10:30 thì đã bán rồi bạn. Đó tới 22 giờ đêm hàng ngày, tháng 30 ngày là không có nghỉ ngày nào mọi người. Nên nhiều lúc mọi người cứ muốn ăn lúc nào cũng có bạn. Tới quán chị ấy là có tháng 30 ngày không nghỉ ngày nào luôn. Có thể là trên Rap hoặc là Rio Market. Có Rap rồi là Rio nữa ha. Dạ. Còn có Shopee gì Shopee rồi có không? Ừ. Nên mọi người muốn ăn không làm biếng đi tới quán bạn. Ăn tại nhà thì có dịch vụ là Rap vận chuyển bạn. Với Rio nữa. Đó, hai cái dịch vụ đó. Wow, ngon quá. Ừ, không? Còn miếng mình để lại bạn. Chứ nhiều lúc ăn hết cũng cực kỳ đó. Nhiều lúc mọi người thấy mà ăn hết mình không phải nói xạo chứ. Ví dụ như con heo nó, ông này cũng ăn hết, để tôi nữa. Thông cảm cho mọi người. Tôi là rất là nhiều. Rồi, nói chung là từ nãy giờ mình ăn cũng xong rồi, không có gì hơn thì xin phép mọi người và chúc mọi người một ngày vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhớ đón xem video mình nha. Và nhất là bên đây là nhớ đón là đăng ký kênh và coi như là ủng hộ cho quán của chị ấy bằng 141 đường Lê Quý Đôn, chè Tứ Quý. Mọi người biết đó, chè Tứ Quý là một cái tên quán bằng là bán quanh năm suốt tháng gọi là Tứ Quý. Đó, chứ vô trong quán là mọi người biết là mười mấy món mà rất là ngon luôn.